Chào mừng các anh chị đến với The Crypto Views Các anh chị thân mến, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị dự án có tên là Seer Network Đây là một trong những dự án làm về mảng lưu trữ dữ liệu trên mạng lưới của Polkadot Để tìm hiểu sâu hơn về dự án này thì các anh chị có thể vào website nó có tên là seer.network Thì các anh chị có thể nhìn thấy ở đây thì về sản phẩm thì họ có hai cái sản phẩm chính à, Một đó là một cái giải pháp cho việc lưu trữ dữ liệu mà sử dụng cái data cloud, à, ký hiệu của nó là DDC, à, viết tắt của từ là decentralized data cloud. Đây là một trong những cái giải pháp về dữ liệu rất là hay và đầu tiên trên nền tảng blockchain của dự án này. Bên cạnh đó thì họ có một cái sản phẩm thứ hai là dành cho cái việc mà backup các cái sản phẩm NFT của các cái dự án, ví dụ như GameFi hay MetaVerse đó chính là họ đưa ra một giải pháp đó chính là có một cái vô chứa các cái tài sản kỹ thuật số à, liên quan tới các cái sản phẩm NFT cũng như là các cái sản phẩm về Metaverse của các cái dự án GameFi và Metaverse. thì à, như các anh chị đã biết thì cái nền tảng này á thì họ sẽ giúp cho các cái sản phẩm về NFT nó được backup và nó được xác nhận cái quyền sở hữu nó tốt hơn so với thời điểm hiện tại thì họ cho rằng thời điểm hiện tại là cái việc mà thiếu đi sự backup bởi vì cái dữ liệu trên các cái nền tảng blockchain thường nó rất lớn và chi phí nó rất là cao. Cho nên là họ sẽ đưa ra cái giải pháp điện toán đám mây sẽ là một trong những cái giải pháp tối ưu trong cái thế giới blockchain trong tương lai và cái dự án này họ hoạt động từ năm 2018 cho tới thời điểm hiện tại. À, thì các anh chị có thể vào trong cái dự án này để hiểu rõ hơn về hai cái sản phẩm của các cái dự án thì ở đây tôi sẽ trình bày một cách tổng quan nhất để cho các anh chị có thể hiểu À, đầu tiên thì các cái dự án là các cái doanh nghiệp mà họ muốn cái dự án này um, lưu trữ các cái dữ liệu cũng như đưa ra các cái giải pháp cho họ thì họ sẽ điền một cái form như thế này sau đó thì hai bên thảo luận với nhau thì ở đây họ hướng tới là các cái nft của các cái project về Metaverse cũng như là gamefi còn cái sản phẩm thứ hai thì các anh chị có thể hình dung là khi mà chúng ta lưu trữ dữ liệu ở trên phần cứng mà tập trung thì nó rất là tốn kém. Thì ở đây họ phân tầng, phân lớp nó ra để đưa lên trên điện toán đám mây. Và đây là cái giải pháp mà được các hãng công nghệ họ cũng đã áp dụng từ rất là lâu và có cái dịch vụ cung cấp ngược lại cho các khách hàng. Thì ở đây họ triển khai trên cái nền tảng blockchain và được xem là đầu tiên trên thế giới ứng dụng cái nền tảng này thì các anh chị có thể hiểu là cái đầu vào của cái dự án này đó chính là các cái data mà data này lấy từ các cái địa app cũng như là các cái software as service của các dự án web 2 hoặc là web 3 họ sẽ đưa vào trong dữ liệu này rồi các công ty các thương hiệu hay một cái chain cụ thể nào đó trong thị trường blockchain cũng được họ sẽ đưa vào trong data của họ rồi ở đây thì các anh chị có thể thấy về stacking hoặc là về quản trị rồi Marketplace, tất cả các thứ thì các anh chị có thể đưa vào trong data. Mà ở đây thì họ đang triển khai trên Ethereum, Polkadot, Binance, Smart Chain sắp tới thì họ triển khai trên Namatix, rồi Cosmos vân vân rất là nhiều chain. Thì sau đó họ sẽ tạo ra các sản phẩm đầu cuối và sẽ cung cấp ngược lại cho các dự án trên mạng lưới blockchain cũng như doanh nghiệp. Thì cái đối tượng khách hàng chính của cái dự án này là dành cho các khách hàng doanh nghiệp. À, giống như là việc là các cái Big Tech họ có lượng khách hàng rất là lớn thì họ sẽ bán việc sử dụng các khách hàng đó cho các cái doanh nghiệp thông qua các cái gói quảng cáo các thứ thì cái dự án này họ cũng đặt cái tầm nhìn và làm cái điều tương tự như vậy cung cấp các cái dữ liệu thì các anh chị có thể hiểu rõ chi tiết hơn sản phẩm mà à, của cn network này họ thiết kế À, đầu tiên thì các anh chị nhìn vào trong cái quy trình data warehouse này thì các anh chị có thể thấy là vào của họ là dữ liệu của các công ty doanh nghiệp và các, các khách hàng họ đưa đầu vào. Rồi sau đó họ sẽ mã hóa dữ liệu này để tránh lộ thông tin và như vậy là tên của các anh chị nó sẽ không còn là tên nữa mà họ sẽ mã hóa thành cái ký hiệu gì đó. Rồi cái trình độ học vấn hay ngành nghề lĩnh vực của chúng ta cũng được mã hóa một cách cho nó phù hợp rồi sau đó họ sẽ đưa vào trong cái data warehouse của họ ở đây thì họ sẽ lưu trữ dữ liệu của mình ở trong đây và họ sẽ phân tầng nữa ra các anh chị họ sẽ phân tầng tầng và mỗi một tầng như vậy thì họ sẽ phân ra theo nhu cầu sử dụng thì họ sẽ phân tầng thì các anh chị có thể hiểu thêm ở mảng thực tế về cloud computing là điện toán đám mây đó thì họ phân tầng ra họ có các cái tầng như thế này Ví dụ như là họ phân ra thì cái tầng cuối cùng là nó dành cho về các cái dịch vụ liên quan tới hạ tầng, là kiến trúc hạ tầng. Ví dụ như là back end của cái website vân vân Rồi cái tầng thứ hai đó thì họ sẽ tạo các dữ liệu này ra để trong uh, các cái platform. Rồi cái thứ ba là họ tạo ra các cái software cho người dùng cuối để bán các dịch vụ này cho những người dùng. Và như vậy á, thì CNN Network này họ sẽ sử dụng các cái công nghệ ví dụ như AI hay là các data science analysis để họ thống kê đánh giá họ phân loại ra họ tạo thành các cái sản phẩm đầu cuối Và họ sẽ cung cấp ngược lại cho các khách hàng sử dụng sản phẩm này và họ thu phí Thì ở đây các anh chị thấy họ có một số các gói phí dành cho khách hàng Ví dụ như là các anh chị có thể sở hữu được 100m về dung lượng ở đây Thì mỗi tháng các anh chị tốn là 5 đồng xe này rồi 10 xe thì dành cho 200 m và 15 xe để dành cho 1 ghi thì những cái dữ liệu mà các khách hàng này họ sẽ um, thuê ở trong đây thì họ sẽ trả phí hàng tháng theo các cái gói dịch vụ và như vậy thì họ có thể sử dụng được dữ liệu này sau đó thì họ có một gọi là cái market play đó các anh chị sẽ dành cho việc bán dữ liệu này trên nền tảng của Sea Network trong thời gian sắp tới thì các cái doanh nghiệp họ sở hữu được cái dữ liệu này họ có thể tạo các cái marketplace để họ bán ra cho các cái khách hàng của họ là các cái doanh nghiệp khác có nhu cầu sử dụng rồi tổng quan lại thì các anh chị có thể thấy là một bên là cung cấp đầu vào và một bên thì sử dụng đầu ra giống như cái mô hình này à, thì những người mà sử dụng sản phẩm đầu ra thì gồm có các cái doanh nghiệp, các cái dự án trên nền tảng blockchain cũng như là các cái dự án web 2 vân vân. Ai cần thì đều có thể sử dụng và vào trong đây mua data đó đều được hết. thì như vậy thì cái giải pháp của cái dự án này nó khá là hay ở chỗ là thứ nhất là nó lưu trữ theo là điện toán đám mây. thì như vậy là nó sẽ phân tầng ra thì nó sẽ không có bị tốn dung lượng quá là nhiều giống như là chúng ta lưu trữ dữ liệu blockchain thô sơ. thứ hai thì khi họ phân tầng như vậy họ tạo được các cái sản phẩm và họ tiếp tục phát triển nhiều cái sản phẩm thêm thì các anh chị nào mà đã từng cái sử dụng cái chương trình CIM data trong cái doanh nghiệp của mình để quản lý cái data khách hàng đó thì các anh chị sẽ hiểu là cái mục đích của dự án này họ tạo ra rất là nhiều dữ liệu để cho cung cấp cho cái CIM data của khách hàng để tạo nhiều cái report hơn dành cho việc sử dụng các cái gói dữ liệu đó cho các cái doanh nghiệp trong quá trình họ hoạt động. Rồi về kiến trúc hạ tầng của cái dự án này á, thì các anh chị thấy là họ sẽ xây dựng blockchain của Sea Network này theo dạng là phân tán. Thì co mẹ nó là layer 1, nó sẽ là giống như là cái relay chain của Polkadot như vậy. Thì sau đó họ sẽ tạo ra các cái dự án layer 2 trên nền tảng Subchain. Thì ở đây họ sẽ có nhiệm vụ đó chính là cá nhân hóa rồi họ mở rộng, họ giao tiếp với các cái dự án khác thứ ba thì họ sẽ có các cái hệ sinh thái phân tán các cái dự án đầu ra thì sẽ là các địa áp họ sẽ có những cái token mở dành cho cái thị trường marketplace dành cho các doanh nghiệp người có cái data có thể mở rộng và trao đổi mua bán thông qua các cái marketplace ở trên nền tảng này rồi như vậy thì ở đây họ cũng nói là họ sẽ học theo Focodot và Cosmos để tạo ra một cái hệ phân tán và sau này thì họ sẽ có rất là nhiều các cái dự án vệ tinh xung quanh cái hệ sinh thái này. Thì hiện tại là xe Network họ cũng có ý định là họ sẽ tham gia đấu giá Parachain trên mạng lưới của Focodot. Thì à, chưa có lịch cụ thể khi nào thì họ sẽ tham gia đấu giá Parachain nhưng mà họ đã có liệt kê cái dự án của họ đã tham gia trên nền tảng này thì các anh chị có thể vào trong trang này để chúng ta có thể tìm hiểu thêm các cái thông tin của C Network nó liên quan tới việc là họ sẽ đấu giá Parachain trong thời gian sắp tới trên mạng lưới của Google đó. Rồi về đối tác của dự án thì hiện tại có rất là nhiều các cái đối tác ở đây họ liệt kê chưa hết rồi các anh chị có rất là nhiều đối tác họ đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của C Network để cho các cái dự án mình của mình trong việc là họ lưu trữ các cái dữ liệu data rồi uh, sắp tới thì họ sẽ hướng đến các cái dự án liên quan tới uh, metaverse và GameFi họ sẽ có thể phát hành các cái NFT trên nền tảng của uh, C Network và trong đó nó có cái SDK để giúp cho các cái doanh nghiệp đó họ kết nối về cái website của mình rồi sau đó họ có cái cổng để có thể là truy xuất các cái NFT đó vào trong các cái website hoặc là trên các nền tảng social để cung cấp đến cho khách hàng và khi khách hàng mua những cái sản phẩm đó thì à, họ có backup lại cái dữ liệu gốc cho nên là không sợ bị mất đi cái quyền sở hữu sản phẩm mà khách hàng đang sở hữu về NFT à, khá là hay cho cái ý tưởng về liên quan tới sản phẩm dịch vụ data cũng như là NFT của dự án này rồi về nhà đầu tư của dự án thì các anh chị thấy tập hợp rất là nhiều các cái dự án mình đám thì trong đó là chúng ta thấy là có binance labs nè rồi có rồi Arison của SAP Capital rồi có NGC rất là nhiều các cái dự án về đầu tư blockchain rất là nổi tiếng ở trong đây các anh chị có thể nhìn thấy và về việc huy động vốn thì dự án này họ đã từng huy động vốn được tới 36 triệu đô la các anh chị các anh chị có thể đọc cái thông tin ở đây nè các anh chị có thể đọc thông tin là họ đã huy động tổng cộng là À, đúng hơn là 31 triệu đô la là vừa qua và sau đó họ huy động tiếp 1,5 triệu và 3,5 triệu ở đây là tổng là 36 triệu đô la từ năm 2019, 2020 và 2021. Rồi về nhân sự của dự án thì các anh chị có thể đọc thêm các thông tin ở trên các bài viết à, ở đây thì có thể thấy rằng là cái dự án này họ có rất là nhiều các cái nhân sự ở các cái tập đoàn lớn các anh chị họ ra họ xây dựng nên cái dự án này thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm các cái nhân vật chủ chốt của cái dự án này ở trên đây. Rồi như vậy thì một lần nữa các anh chị có thể thấy là với cái dự án này và cái tầm nhìn của họ, họ đã xây dựng cái dự án này từ năm 2018 và 2019 thì họ gọi vốn 2020 họ tiếp tục gọi vốn và năm 2021 họ gọi vốn và họ bán token thì tính đến thời điểm hiện tại thì có rất là nhiều các quỹ đầu tư lớn đã đầu tư chiến lược vào trong cái dự án này và người ta cũng đặt một cái tầm nhìn và tin tưởng rằng cái dự án Network này nó sẽ thành công trong tương lai các anh chị rồi trên thị trường thì hiện tại có rất là nhiều các cái dự án liên quan tới cái mảng là lưu trữ dữ liệu các anh chị trong đó thì à, à, điển hình nhất là Filecoin, các anh chị Filecoin là một trong những cái dự án rất là đình đám à, làm về mảng lưu trữ dữ liệu cho Web3 bên cạnh đó thì chúng ta thấy có cái dự án là Away này cái dự án Away này thì các anh chị thấy hiện tại cap của nó cũng đã gần 1 tỷ đô và full cap của nó gần 2 tỷ đô rồi còn hiện tại thì CNA Network thì cái dự án của chúng ta đang đề cập thì cap của nó mới có 36 triệu và full cap là 227 triệu đô thì về token của dự án thì các anh chị có thể vào các anh chị tham khảo thêm còn ở đây thì tôi sẽ trình bày các anh chị một cách tổng quan nhất là mass supply của dự án này là 10 tỷ đồng token và tính tới thời điểm hiện tại thì họ mới phân bổ có 16% thôi. Và cái khối lượng giao dịch thì khoảng 5 triệu đô trên một ngày và hiện tại thì họ đã list được tới khoảng 17 cái sàn giao dịch rồi. Và dự án này họ mới có niêm yết cái token vào tháng 11 2021 cho nên là cũng khá là cho đến thời điểm hiện tại là cũng khá là sớm thì các anh chị có thể nhìn vào cái dự án này mà nếu như anh chị nào mà thuộc cái trường phái là đầu tư dài hạn và đầu tư theo giá trị thì chúng ta có thể mua cái dự án này ở thời điểm hiện tại rồi sau đó chúng ta đợi cái dự án khi mà parachain của cái dự án focodot họ hoàn thiện họ đấu giá xong thì rất có khả năng thì nó sẽ là có cái chain của focodot vì những cái dự án này nó sẽ tăng trưởng rất là cao đặc biệt là Binance Labs cũng như là các cái quỹ đầu tư lớn đó các anh chị, họ đã đầu tư vào trong cái dự án này thì việc mà họ đẩy giá token lên một vài trăm triệu đô tôi nghĩ là không quá khó cho những cái đối tác lớn như vậy. Và trong quá khứ thì các anh chị cũng từng thấy là cái dự án về Fauxcoin thì nó cũng đã đẩy cái token lên rất là cao. Có những lúc là nó đứng trong hình như top 10 hay top 20 của thị trường luôn các anh chị. À, nó đẩy giá lên các anh chị thấy gần 200 đô và hiện tại thì nó chỉ có 20 đô thôi. Cho nên là cái việc mà những cái dự án mà có quỹ đầu tư lớn như Binance Lab hay là Arviston các thứ thì việc mà đẩy giá dự án thì rất là dễ dàng. Rồi như vậy thì tôi đã chia sẻ với các anh chị gần như là sơ lược nhất dự án này bởi vì nó liên quan tới kỹ thuật cho nên là các anh chị nào mà muốn tìm hiểu sâu thì chúng ta có thể tìm hiểu thêm tôi sẽ để link của các cái sản phẩm này ở phía dưới để các anh chị có thể đọc thêm thông tin và theo tôi thì nếu như các anh chị thuộc dạng đầu tư theo giá trị đầu tư dài hạn thì chúng ta nên xem xét qua cái dự án này bởi vì về iCloud thì đây là một trong những cái dự án đầu tiên họ triển khai việc này trên nền tảng blockchain rồi các anh chị thân mến như vậy là tôi đã chia sẻ cho các anh chị dự án share.network đến đây là kết thúc cảm ơn các anh chị đã theo dõi video nếu như thấy video này hữu ích các anh chị vui lòng cho chúng tôi một like một nút subscribe kênh để giúp kênh tiếp tục phát triển cảm ơn các anh chị thân ái chào tạm biệt các anh chị.